Cách đây không lâu, việc Hà Trần để lại bình luận No Shame dưới đoạn clip Tùng Dương hát sau lời khước từ, đồng thời nhắc đến một tài khoản khác được cho là của Trấn Thành khiến dân mạng xôn xao. Nhiều người cho rằng dòng chữ tiếng Anh mà nữ ca sĩ viết có nghĩa là không biết xấu hổ như một cách chê Tùng Dương. Có khán giả mong Hà Trần lên tiếng giải thích để tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến mối quan hệ của cả hai. Trong sự kiện giới thiệu live concert kỷ niệm 30 năm ca hát, Hà Trần cũng lần đầu lên tiếng về dòng bình luận gây tranh cãi của mình. Hà không bình luận về Tùng Dương. Là cái lời bình luận của Hà, Hà có nhắc tới Trấn Thành là cái chữ No Shame, mà nếu mà hiểu ra là không thể thẹn, không ngượng đó. Hà có nói đến Trấn Thành thì thực ra ấy, nếu mà người ta ở không đùa như thế đâu, đây là cái đùa của chị em với nhau, người ta sẽ không đùa như thế đâu, đùa không khác nhau đó. Và Hà thì mà nếu mà để trả lời lại cái việc của bạn nó mất chê thì nó được trong tiếng Anh người ta sẽ dùng là shame on you hoặc là shameless, thì nó là không biết xấu hổ đấy, chứ không ai nói đến việc nó là đồ chê. Thế thì cái đó thì Hà nghĩ rằng là Dương ấy có lẽ là bị hiểu lầm, mà không phải hiểu lầm mà hiểu quá sai. Hà chỉ có hai con người của Hà thôi, một là con người với gia đình, thứ hai là con người âm nhạc. Hà rất là không có năng nổ, không có lão luyện trong những cái chuyện social media và mạng xã hội. Trong những chuyện mạng xã hội Hà cũng không có, rất là ngại những cái chuyện va chạm va đụng ở trên mạng xã hội. Thì khi câu chuyện xảy ra thì thực ra là lúc đó cả ekip đang quá là táo bạo về cái live show và cái sự chuẩn bị này, bọn mình không theo dõi cho đến khi những người thân thiết gửi cho Hà cái tờ báo. Thì Hà có gọi cho Dương và có nhắn tin, nhưng mà Dương chưa phản hồi. Hà nghĩ là bây giờ Dương chắc cũng đang bận với việc riêng của Dương ấy, thì hình như là cũng sắp ra em đi, nên là chưa có cái sự hai chị em chưa có nói chuyện lại với nhau sau cái việc đó. Thì Hà cũng để tin nhắn lại rồi, Hà nghĩ là một lúc nào đó mà rảnh ra Dương sẽ trả lời lại Hà thôi. Hà Trần nói cô và ca sĩ Thanh Lam, ca sĩ Tùng Dương là những người bạn thân thiết. Đối với giọng ca mùa hè đẹp nhất, cô luôn trân trọng, yêu quý tài năng của hai đồng nghiệp. Hà Trần cho rằng khi có dịp, nữ ca sĩ và Tùng Dương sẽ nói chuyện để giải quyết những khúc mắc. Cái việc hiểu lầm này thì trong thời gian vừa qua, nếu mà có các khán giả hay là gì đó mà gây một cái sự gọi là xôn xao mọi người, thì Hà cũng rất là lấy làm tiếc. Và Hà, nếu có cái gì mà nó gây ảnh hưởng đến Trấn Thành, Mỹ Lan ở đây, thì Hà cũng cảm thấy bất tiếc về cái điều này.